một em bé sinh ra thì nó hoàn toàn là một tờ giấy trắng, một trang giấy trắng, nó không có biết gì hết, nó chưa từng làm một cái gì mà có lỗi hết, nó là vô tội, nó là một thiên thần, nhưng mà nó phải chịu những cái cảnh như thế này thật sự rất là đau. Em bé rất là dễ thương luôn cả nha, nhưng mà lại sinh ra trong một cái hoàn cảnh thật sự rất là éo le. Cha thì bỏ, mẹ thì không đủ khả năng để có thể nuôi em. Em nghĩ là em tính là lên đó em mổ xong bỏ bé đó em trốn viện về. Đó bà thầy ưng có bà kia, bà nói mày dễ vậy, không có tiền nó cho mày vô nhập viện không? Mày đẻ xong mày dục đâu dục, con mày chết đâu chết, nó không quan tâm. Chính người đó nói với em như vậy. Nên là... Trời đất ơi. Mong mà từ đây tới cứng cáp, còn em chừng 3-4 tháng, 4 tháng em đi làm. Anh nghĩ 3-4 tháng thì em bé nó chưa cứng cáp được. Em đi làm ly thụ quán được rồi. Em đang định có vốn em sẽ ẩm thì bán cái số rồi. Giờ em phải vô con đường đó, em phải bán thôi. Bán cái số thôi. Em bé như thế này mà đi ra ngoài đường cực kỳ khó luôn mà. Bởi vì đi ra ngoài đường gió mấy rồi các thứ. Sáng giờ phải nhận đói, mấy ngày nay nhận đói suốt luôn. Mấy ngày nay nhận đói hả? Âu còn gạo ăn uống vậy. Em xin quý vị Mạnh Hồng Quân giúp đỡ mẹ con em trong thời gian này. Con em thì nó không có sữa uống. Em mong là có sữa tải cho con em. Bốn xin chào tất cả mọi người, chúc mọi người có một ngày mới vui vẻ và an lành nha. Thì hôm nay Bốn với anh Quỳnh á, là tới thăm một cái hoàn cảnh cũng rất là đặc biệt luôn thì mọi người. Thì hiện tại thì Bốn nhận được một cái thông tin từ bạn đó. Thì bạn đó là một người phụ nữ nhưng mà sinh một em bé khoảng 2 tháng mấy thôi. Nhưng mà chồng thì bỏ đi rồi. Thì hiện tại thì em đấy vừa sinh con mà lại đang sinh mà sinh đẻ sinh mổ mà, nên là hiện tại rất là yếu, không có làm gì ra tiền được hết, không có tiền để mua sữa mua tã cho con. Rồi Bốn còn nghe nói là em ấy là thậm chí là còn nhịn đói nữa. Thì cái hoàn cảnh thực hư như thế nào thì mời mọi người cùng theo chân hai anh em Bốn đi vào trong đó để tìm hiểu nha. Rồi đi anh. Thì hồi nãy Bốn cũng có hỏi rồi là em đó đang ở phòng số 11 nha mọi người. Anh chào em. Em ơi, cho anh hỏi em có phải tên Thư không? À, là hôm qua em có nhắn tin ở trên Facebook với anh đúng không? À, em có thể ra đây nói chuyện với anh một xíu được không? À, cho anh gắn cái mic lấy âm thanh trên áo em nha. Còn cái ghế nào không ta? À, để anh lấy cái ghế bên này. Em ngồi đó đi. Em đang làm gì á? Em đang đưa cho cháu ngủ hả? Dạ, em đang đưa cho bé bú. À, em cho anh hỏi em tên gì và hiện tại em bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Nguyễn Thị Minh Thư, em năm nay 29 tuổi. 29 tuổi ha? Dạ. Em là người ở Trà Vinh luôn? Dạ. À, cũng xin giới thiệu với mọi người đó là ở đây là... em có thể nói địa chỉ ở đây không? Dạ, khóm Bình Thuận A, thị trấn Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. À, thị trấn Cầu An. Cầu Ngang, Cầu Ngang. Thị trấn Cầu Ngang. À, thì hiện tại là anh nhận được một cái thông tin là nói là em là đang nuôi một em bé. Dạ. Thì hiện tại em bé bao nhiêu tuổi rồi em? Dạ, em bé được 2 tháng 16 ngày. Là trai hay gái em ạ? Dạ, trai. 2 tháng 16 ngày rất là nhỏ luôn. Dạ. Thì nếu hiện tại em đang nuôi như vậy thì cái nguồn kinh phí hiện tại của em là lấy từ đâu? Đây vừa rồi chùa có giúp đỡ cho em để kinh phí để mổ bé đến ngày hôm nay, cũng còn được tới ngày hôm nay rồi. Đến ngày hôm nay thì nó đã hết, nên là sữa nó cũng không còn, tại nuôi nó ăn nuôi sữa ngoài nên là nó cũng hao. À, là em không có sữa hả? Dạ. Mà em sinh mổ nữa? Dạ. Thế cho anh hỏi là ba của đứa bé đâu? Ba đứa bé đã bỏ từ lúc mang thai được 3 tháng mấy, 4 tháng. Lúc em 3 tháng mấy 4 tháng là bỏ rồi. Dạ. Mà giữa hai người có chuyện gì không? À, ba đứa bé có gia đình. Có gia đình á? Dạ, có vợ. Vậy khi mà em với người đó quen nhau là em không biết. Là lúc đó là em chưa biết là người đó có gia đình. Dạ. Vậy cũng có nghĩa là hai người quen nhau là chỉ quen biết rồi dạ. Lỡ có vào thôi. Dạ. Chứ không phải là chưa có hôn nhân đúng không? Dạ. Chưa có giấy tờ phải không? Dạ. Ờ. Là hai người quen nhau trong cái hoàn cảnh như thế nào em? Dạ, vừa rồi y chơi chung với nhỏ bạn rồi y làm á, rồi
từng nó vô trong đó nó ăn uống này kia rồi nó quen. Vô đó ăn uống là có nghĩa là em làm ở trong một cái quán nhậu à? Là em làm việc phụ bưng bê hả? À. Ừ. Xong rồi cái là người đó tới à. Ăn uống xong à. Rồi cái là hai người quen nhau. À. Trong khoảng thời gian đó thì người nhà của người đó có biết biết mà người đó nói là nếu mày quen ở đó thì ta từ mày luôn, là quen em là người nhà ta từ nó luôn, là người nhà của anh đó à. Là nói với em, nói với anh đó là nếu mà quen em là sẽ từ từ luôn. Rồi sau đó thì như thế nào em? Rồi người đó cũng bỏ luôn, bỏ đi tới khi em là bỏ em luôn á. Khi em bầu em yếu mà kia em xin điện xin 100-200 ngàn để dưỡng con em thì người đó nói là mày đẻ xong mày dục đâu dục, con mày chết đâu chết, nó không quan tâm. Chính người đó nói với em như vậy. Trời đất ơi, con mình mà nói là mày đẻ thì mày đẻ, rồi mày vứt đi đâu thì mày vứt chứ không liên quan gì tới tao. Em rất là hận người đó lắm, rất là hận, rất nghèo luôn á. Người đó ở gần đây không em? Dạ, người đó trên Kim Kim. Là gần đây không? Tốt, trên Kim Kim gần Trà Vinh cả, gần y đường lên Trà Vinh. Gần Trà Vinh. À. Là khách đây khoảng 20-30 cây. Dạ. Trời đất ơi, con trai Trà Vinh ơi. Em cũng là người Trà Vinh không? Dạ. Ừ. Thì bây giờ hiện tại là em không còn tiền để mua sữa cho bé nữa hả? Dạ. Vậy rồi sáng giờ hai mẹ con ăn gì chưa? Dạ chưa. Em bé khóc kìa. Em bé khóc kìa. Mình vô xem thử. Mình đi vô xem thử em bé như thế nào nhé. Chào ơi. Con trai hả em? Dạ. Đang bú sữa hả? Dạ. Em đang bú sữa hả? Ở trong này nóng không em? Dạ nóng quá chịu ơi. Này là phòng trọ phải không? Dạ. Một tháng bao nhiêu em hả? Dạ một tháng 700 tiền điện nước luôn, tháng khoảng 900 ngàn. Ừ. Em ăn thiếu tiền phòng khoảng một tháng mấy, hai tháng nay. Vậy hả? Dạ. Mình em ẩm em bé ra ngoài đây cho em, vừa cho nó ăn vừa cho nó ấy được không? Vừa nói chuyện với anh một xíu. Anh thấy ở trong này nó nóng hơn ở ngoài á. Dạ. Bé ăn không có tả bịch. Không có tả luôn hả? Dạ. Em có đồ nhiều cho em bé chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Tại vì anh bé hỏi cái này á là với mục đích là nhiều khi á là có cô chú anh chị ở gần đây có quần áo cho em bé á. Dạ. Thì nếu mà có thể giúp được á là tới giúp em. Dạ. Chứ còn như bọn anh đây thì đi khắp nơi nên những cái quần áo đó bọn anh không có nhận được. Dạ. Có những cô chú anh chị nào mà ở thị trấn Càng Long cầu ngang này á có quần áo em bé cũ, hoặc là những cái gì mà em bé có thể dùng được, em bé 2 tháng rưỡi nha cả nhà, thì có thể là liên hệ với bốn, là bốn sẽ chỉ cho tới để có thể là giúp đỡ em được chút nào hay chút nấy. Dạ. Em ha. Đó, ví dụ như tả bị nhiễm sữa. Ừ, chào ơi. Nó lạc nó phun. Ba sữa lạc quá nó phun. Là em không có sữa từ lúc sinh ra luôn hả? Trời ơi. Sữa mẹ là rất tốt cho các trẻ nhỏ nhưng mà bây giờ không có nó cũng ảnh hưởng ít nhiều gì đó cả nha. Là từ cái hồi mà em sinh em bé ra, mà từ cái hồi mà em mang bầu 4 tháng tới bây giờ là ba của đứa bé có quay lại lần nào không? Dạ không. Là chưa một lần tới thăm con lần nào luôn. Em không sinh rồi. Em sinh con trai là cũng biết luôn rồi đó. Biết tại vì em thường xuyên ẩm nó ra ngoài chạy chơi á. Em đi đâu em không có gửi ai được á. Em đi chợ với em bồng nó theo người người chạy sẽ mang đòn tới. Em bé nhỏ vậy mà em ẩm đi luôn hả? Trời đất. Em đang định có vốn em sẽ ẩm đi bán cái số. Giờ em phải vô con đường đó em phải bán thôi. Bán cái số thôi. Em bé như thế này mà đi ra ngoài đường cực kỳ khó luôn mà. Bởi vì đi ra ngoài đường gió mấy đồ các thứ. Nắng nôi bụi bặm rồi nó sẽ đau rất là nhiều của em ạ. À, vừa rồi em nấu nước cơm cho nó uống luôn. Nấu nước cơm hả? Dạ. Làm như giúp giống hồi những năm 80 á mọi người. Là mẹ không có sữa cho con uống nước cơm. Mà giờ em bé đang uống sữa nào em? Đang uống sữa dự. Sữa đó một sữa hộp pha dạ. Bột pha đúng không? Dạ. Thì một hộp đó là bao nhiêu em? Dạ 400 mấy. 400 mấy? Dạ. Bé dễ thương vậy mà cha nở lòng nào mà không nhận bỏ em bé, tội dữ ta. Em bây giờ cho anh hỏi nha,
Tại vì bọn anh đi quay á, thường sẽ có những cái trường hợp mà những cái hoàn cảnh không đủ điều kiện để nuôi em bé, nuôi con. Rồi. Thì có những cô chú anh chị họ liên hệ với bọn anh đặt vấn đề là có thể xin em bé em không để cho. Về nuôi thì em thấy sao? Em không cho. Vì sao? Tại vì con em ăn nặng để đau, em không cho người khác ở, cho người về thì nó đè người, con em quấn đập người kia. Không, anh nói nè. Anh đây là anh đưa ra cái giả thiết thôi nha. Cho anh không không phải là khuyên em là nên cho hay là như thế nào. Thì có những cô chú anh chị là bị hiếm muộn, không có con, hoặc là họ rất thích trẻ em nhưng mà con của họ lớn quá, một được có một hoặc hai người con mà lớn quá rồi. Bây giờ gia đình họ có rất đủ điều kiện, thậm chí có thể nói là giàu luôn cả nha. Và nuôi xin nuôi em bé, cho phép em qua lại thăm con thường xuyên và đưa cho em một khoản tiền cũng rất là lớn, thì em thấy như thế này? Em không, được. Nuôi đủ 18 tuổi có thể là qua lại với em cũng sinh sống. Tại vừa rồi trong bệnh viện cũng có nhiều người sinh mà em không cho, người ta nói cho nó đi, người ta sẽ cho em 30 triệu, 40 triệu luôn. Mà em nói em không cho. Nhưng mà người ta vẫn cam kết là nuôi con mình đàng hoàng chứ không phải là đánh đập hay là gì hết nha. Em cũng không cho, tại vì em nghĩ như thế nào? Em sẽ ở vậy nuôi nó, dù khổ cỡ nào em cũng phải nuôi nó, chứ em không phải cho người khác nuôi. Để nó khổ sở giống em nữa, em không muốn nó sẽ khổ như em nữa. Nhưng mà em có nghĩ là khi mình cho đi thì con mình nó sẽ sướng, mà nó ở với mình nó sẽ chịu khổ không? Nó sướng thì sao, mà nó sẽ cực như em, như hồi lúc mẹ nó nuôi em cũng còn, em rất là sướng lắm. Sau khi mẹ nuôi em mất rồi, tụi đó nó cũng ăn hiếp em như thường. Mẹ nuôi hả? À, là sao em? Là ba mẹ em đâu? Ba mẹ ruột em đâu? Ba mẹ ruột em bỏ em hồi nhỏ được một tuổi giống hàng ngày vậy á, bỏ cho bà kia nuôi. Đến khi bà kia nuôi em tới 27 tuổi mới vừa chết, mới vừa mất vừa rồi, cách đây 3 năm. Là mẹ nuôi của em mới mất đây 3 năm? Ba mẹ ruột em thì ở bỏ mặt em, không hề ngó ngàng gì tới luôn. Trời đất. Rồi em một cô cha, một cô mẹ luôn á. Có nghĩa là cái hoàn cảnh của em á, là từ trước tới giờ là em đã từng bị cha mẹ bỏ rơi và được người khác nuôi, nên là em hiểu được cái cảm nhận đó, em biết được cái cảm giác đó. Con cho chú quay xíu nha, là em hiểu được cái cảm giác đó, em ở trong cái hoàn cảnh đó em cảm nhận được cái sự thiếu thốn tình cảm của cha mẹ là nó như thế nào, đúng không? Cha mẹ nuôi cũng không bao giờ mà bằng được cái cha mẹ ruột của mình, phải không? Nên là em nhất quyết không. Tại vừa rồi em cũng phải năn nỉ trong bệnh viện, cũng bao nhiêu người năn nỉ luôn, cũng là bác sĩ luôn á, mà năn nỉ cho đứa bé này, người ta cho em lại 40 triệu cho em tới lui thăm luôn, mà em không. Em nói á, em ở một cô cha một cô mẹ, em hiểu cái cảm giác ở một cô rồi. Em không muốn ở con em một cô nữa. Thà ông bà nội ruột em chấp nhận để cho bà nội ruột nuôi, hoặc là cha ruột của nó nuôi, chứ em không nghĩ cho người dân ngoài người ta nuôi rồi sao ngoài con em sẽ khổ. Lỡ lớn rồi nó quậy người kia bảo quýnh ưng như người ngoài quýnh. Em có cái dự định gì cho tương lai không? Bây giờ con em nó nhỏ như thế này. Nếu mà em có một số vốn, em sẽ mở cái một cái gì ở trước cửa, em xin mở trước cửa em bán. Nhưng mà em số vốn đó ở đâu ra? Anh nói thật như thế này với em, là bọn anh á là chỉ là những cái cầu nối thôi. Bọn anh chỉ giúp trong những cái nghiệp thôi, những cái nhất thời thôi, chứ không thể giúp được em lâu dài, hoặc là cũng không hứa được là sẽ giúp được em, hoặc là giúp được em bao nhiêu, nhiều ít ra sao. Chỉ cái này là tùy duyên con thôi. Em thôi, còn ngoài ra em cũng không có, tại vì em ăn trong thời gian ở trên nó tính cáp để em đi làm cái gì đó để em nuôi con em hàng ngày. Em chỉ có mong mà từ đây tới cứng cáp với con em chừng 3-4 tháng em đi làm. Anh nghĩ 3-4 tháng thì em bé nó chưa cứng cáp được. Em làm đi thụ quán được rồi. Nhưng mà khi đó thì em để con em ở đâu? Em gửi, chứ giờ ở nhà ôm nó hoài thì con em làm gì có sữa tả nó uống. Nên em phải cố gắng. Mọi người, theo như bốn được biết đó, thì em bé là nếu mà ít nhất cũng phải là 7 tháng trở lên thì những cái nhà trẻ họ mới nhận. Dạ đúng. Thật sự. Nhưng mà 7 tháng ở đây là đối với những cái em bé mà nó ngoan, nó ít quấy. Chứ còn nếu như có nhiều em bé nó quấy á, người ta thậm chí người ta không nhận được mọi người. Bởi vì là nó chăm một em bé nó cực kỳ khó, chứ không phải là những cái em bé mà lớn 2-3 tuổi thì nó dễ. Mình chỉ cho nó ăn, cho nó ngủ thôi. Còn nó chơi thì mình vẫn cứ để cho nó chơi được. Còn những em bé như thế này mình cần phải để mắt nó thường xuyên.
Dạ. Nên cái việc mà nhận những em bé như thế này cực kỳ khó. Mà bản thân em á là sinh mổ nữa, rất là yếu. Bây giờ là có thể là em chưa cảm nhận được cái việc yếu đó. Dạ. Nhưng mà nếu mà em đi làm những cái công việc nặng hoặc là em đi làm quá nhiều, dạ, nắng, gió, mưa, những gì bị dính mưa rồi, thì sau này chỉ cần vài năm thôi là sức khỏe của em nó đã xuống rồi. Sau này là nó đau nhất ở trong xương, trong cốt của mình á. Chứ không phải là đơn giản đâu. Trời ơi, em uống sữa xong rồi hả? Mẹ lau sữa cho em đi, mẹ lau sữa trên miệng cho em đi. Em bé tên gì vậy em? Dạ Hồng. Hồng hả? Dạ. Lấy họ mẹ. Nguyễn Tấn Hồng. Nguyễn Tấn Hồng. Trời ơi, em bé dễ thương vậy. Đưa chú ẵm miếng nè. Đưa cho chú ẵm miếng nè. Này, trời ơi, mấy tháng là coi chừng cổ nó còn hơi yếu đó. Trời ơi, đai ướt hết cái này rồi. Đai ướt hết cái này rồi. Em bé nó có hay bị đau vặt cái gì không em? Dạ không, nó ít bị bậy lắm. Tại vì em nuôi rất là kỹ lắm. Em lau mình nó thuốc như là mặc áo chiều rồi thấy trời chuyển mưa, em mặc áo dài tay nó ủ ấm nó liền. Em không có cho cái gió gì vô bụng á. Có cái xin mấy người chào con. Xin chào con, xin chào Hùng nha. Đặt tên Hùng có nghĩa là mẹ muốn là sau này con sẽ là một người Hùng của mẹ ha. Có gì sau này lớn là che chở cho mẹ ha. Em bé rất là dễ thương luôn cả nha. Nhưng mà lại sinh ra trong một cái hoàn cảnh thật sự rất là éo le. Cha thì bỏ, mẹ thì không đủ khả năng để có thể nuôi em. Tại vì bây giờ cái hoàn cảnh của mẹ cũng cực kỳ là khó khăn, cũng cực kỳ là nghiệt ngã. Cha mẹ bỏ từ nhỏ, một tuổi không? Ở với cha mẹ nuôi, mà cha mẹ nuôi bây giờ cũng mất hết rồi. Dạ, bây giờ cũng con ruột của họ, họ cũng không cho mình ở, không phải em ruột của người ta đâu, người ta cho mình ở nhà đó, không phải ra nhà trọ ở. Đến giờ phải nhận đói, mấy ngày nhận đói suốt luôn. Mấy ngày nay nhận đói hả? Ông còn gạo ăn uống gì. Những đó như thế này thì mà hiện nên tại em cũng nó không dễ ban đêm nó ngủ, nó không có như nó không có khóc như con người ta. Nó muốn lo thì nó ngủ, muốn lo thì nó ngủ. Chứ rồi nó không có khóc cái gầy mẹ ngày kia. Bây giờ em còn sữa cho em để quấy phá cho em uống không? Cho em bé uống không? Dạ không. Không có luôn. Giờ nó không còn, còn ngưỡng miếng em pha chừng một muỗng em pha nửa bừng ngày em bỏ đường cho chó uống. Bỏ đường vô cho uống hả? Có hơi mùi sữa cho nó uống. Chứ nó cũng không uống nữa mà nó le le ra không, em ép cho nó uống. Tả nó không có, bực ngân đêm nó đáy, nó ướt ướt, nó không chịu ngủ, nguyên đêm nó khóc suốt. Thường là bực mẹ... tả vô rồi nó ngủ ngon lắm, bực tả vô rồi. Trời nóng, cái mặt của em bé nó lên hạt rồi cả nhà ơi. Thôi thôi thôi, mẹ ấm nè, mẹ ấm đi, mẹ ấm đi. Mẹ. Đỡ đầu đi. Em cẩn thận cái đầu của em bé chứ. Nó còn đang yếu lắm. Cái cổ nó yếu lắm. Rồi có được chích ngừa đồ các thứ không vừa em? Vừa rồi chích ngừa mà 14 tay vừa rồi chích ngừa mà nó hết thuốc. Nghệ tháng sau nó mới chích, 14 tay tháng sau nó mới chích. À ngay chỗ trạm y tế hết thuốc ha. Vừa rồi trong bệnh viện cũng đã chích 2 mũi rồi. Tại vì chích thuốc ngừa cho em bé là hoàn toàn miễn phí. Dạ. Là mình chỉ cần đi ẩm đi thôi. Bây giờ là anh với anh Quỳnh Hoàng là làm kênh YouTube. Dạ. Chuyên về chủ đề từ thiện. Dạ. Thì bây giờ là bọn anh làm một cái cầu nối. Dạ. Nối giữa các hoàn cảnh với lại quý các cô chú anh chị mà thường quân. Dạ. Ở các nơi. Thì em có lời gì muốn nói với quý vị không? Em xin quý vị mạnh thường quân giúp đỡ mẹ con em trong thời gian này. Con em thì nó không có sữa uống, em mong là có sữa tả cho con em. Em xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ em chỉ xin tả sữa cho con em thôi đúng không? Tại vì giờ em không có sữa tả cho con em thấy tội nữa. Em cho bé nằm ngang đi, cho bé nằm ngang, đừng cho nó nằm vậy nó đau cái cổ, nó ảnh hưởng tới cổ. Thực sự thì bốn ngồi ở đây bốn cảm giác rất là nóng luôn cả nha. Theo như bốn được quan sát thì thấy là em bé nó đang có dấu hiệu là bị
lên mục quá em. À, nó bị chảy. Nó nóng nực quá nó bị nổi sảy. Ở trong người nó có bị rơm sảy không? Dạ không. Ừ. Coi cẩn thận. Tại chưa em lưu la mình cái nó thay đồ nó liền liền à, em không có cho để vậy mà giờ nó hết đồ mặt rồi nên là em chưa thay. Cũng không có bao nhiêu đồ ha. À. Chuyện chụp bộ đồ kể lại à. Ừ. Em bé nói chụp bộ đồ là rất là ít luôn á cả nhà. Tại vì em bé là nó thay ra thay vô thường xuyên chứ không phải như người ngày lớn nó mình. Thay ở khoảng 5-6 bộ cho nó là có nổi sảy mình khi phấn cho nó tô phấn cho nó đừng cho nó nổi sảy. Cái lúc mà em sinh ở bệnh viện á, sinh mổ xong rồi là không có ai chăm sóc em á? Dạ không, em sẽ mướn một bà đó nuôi á. À là bà cô hàng xóm. Dạ. Em mướn cô hàng xóm nuôi. Dạ. Rồi khi mà em về đây em cũng phải mướn chứ. Em không có mướn, em tự em chăm sóc luôn. Trời ơi. Dạ. Lúc em về đây là lúc mấy ngày? Dạ mới 5 ngày em tự xuất viện rồi tại đây. 5 ngày? Em về nhà mổ. Tự chăm sóc 5 ngày sinh mổ mà đi về đây rồi tự bản thân lo mọi người. Dạ mướn nữa thì tiền lâu người cho nuôi nó tới này hôm nay. Mổ mà để lấy để sinh được em bé là một vết mổ rất là lớn luôn. Rồi về nhà cũng có bị xỉu lên xỉu xuống thuốc rồi mất hết thuốc rồi chích thuốc rồi chích thuốc thuốc luôn. Lớp mà hơn là hàng ngày nó vẽ trong tháng nó dễ nó ngủ nó bú no thì nó ngủ bực tả cho nó xong rồi như hồi nãy em nói là cái số tiền mổ đó là cũng được chùa hay là chùa cho thầy xin cho đúng không? À, thầy xin mạnh thường quân giúp luôn không phải là tiền đó là tiền của thầy cũng là tiền của cộng đồng người ta thì giúp đỡ thầy xin à. Cái hoàn cảnh của em thì rất là tội nghiệp thì cũng có nhiều cô chú anh chị là xin giúp. Dạ. Rồi cũng nhờ thầy xin mới có được một cái số tiền để còn có thể 2 ngày nữa mổ mà trong túi không có 1.000 luôn á. Trời đất ơi. Ở bà gì kia bà kêu mạng hùng cái chùa giúp giùm. Rồi giúp chưa được 2 ngày nữa vừa cầm số tiền đó là đau bụng đi mổ liền luôn. Vừa cầm chưa được quá 2 tiếng hồ. Vừa cầm số như tiền thế này là cũng có trời đất trời Phật phù hộ đó. Nên là trời ơi mà anh thấy em cũng rất là liều luôn á. Không chỉ có còn tiền 3 ngày 2 ngày nữa là mổ mà đó, trong túi không có 1.000 nào luôn á. Trời ơi, cái lúc đó em nghĩ như thế nào? Em nghĩ là em tính là lên đó em mổ xong bỏ bé đó em trốn viện về. Đó bà thầy ưng có bà kia bà nói mày dễ vậy. Không có tiền nó cho mày vô nhập viện sao? Thật sự thiệt vô bệnh viện á ống 2 triệu nó không cho nằm trên cái giường luôn, nó đóng đủ 12 triệu nó mới mổ. Ừ. Đâu phải vậy nha, đâu mọi người. Ống 2 triệu mà nó không cho lên giường luôn á. Xong rồi tại vì vừa rồi thầy giúp thì thầy ưa tiền cho bà người sư cô kia giữ chứ không đưa cho em giữ hơn hoàn toàn á, ba máy giúp tại vừa rồi thầy sợ là em về ăn uống này kia sợ hết tiền số tiền mổ để nuôi bé nên nghĩ cho bà sư cô kia nên là vừa rồi có giao cho bà sư cô á khi nào lên nhập viện á bà sư cô sẽ em tiền qua em qua trễ giờ đau bụng kia không nổi bà chị kia cho mượn 2 triệu đóng tạm ứng thử cho nó vô nó khám nó không khám luôn nó bắt đóng đúng 12 triệu nó mới lên ca mổ liền. Trời đất. Cũng may nhờ có sư thầy sư cô giúp đỡ chứ nếu không cũng không biết làm sao. Ủa là chết luôn á chứ nó bỏ chết thiệt à. Chứ nó nghĩ sao đóng 2 triệu mà nó không cho vô nhập viện luôn á, nó không cho làm thủ tục nhập viện luôn. Xong rồi bà sư cô em tiền lên vừa đóng thêm 10 triệu nữa nó đẩy lên phòng mẫu liền. Nếu vậy thì theo anh nghĩ em phải đặt bé tên là Thiện Nhân mới đúng không? Gặp được người lương thiện mọi người chứ nếu không là bốn sợ rằng em bé không được ra đời nữa, không được chào đời nữa. Bé này chân thiếu tháng nó mới tỉnh nữa. Ừ. Nhưng mà thường sinh mổ nó sẽ như vậy. À. Ừ, thì chỉ trong vòng vài tuần thì không sao. À. 1-2 tuần thì không sao. Mà về nhà chăm sóc kỹ lắm luôn á. Nó mà bị gì chút xíu là em bác sĩ rồi em không có như mua thuốc, như tự động mua thuốc ở ngoài. Nó bị gì chút xíu là em sẽ đưa vô bác sĩ liền chứ em không có mua thuốc như tư nhân ở ngoài cho uống. Nó đang bị thiếu canxi á. Em cho uống thuốc hàng ngày. Sáng em cho nó uống canxi một giọt giọt ngày ngày em cũng cho nó uống. Nếu như bây giờ mà anh với anh Quỳnh Hoàng đưa cái hoàn cảnh của em lên ở trên mạng, tình cờ ba của bé, bên nội của bé biết được, họ tới đây họ xin lại em bé thì em nghĩ sao? Người ta đã biết là ông nữa, tại vừa rồi người ta giúp, chùa có giúp, có đăng lên, người ta biết mà người ta không hề loại luôn mà. Thế chi là giờ đăng lên cái ngày. Nhưng nếu như họ tới xin thì em nghĩ sao? Không cho. Em không cho. Tại vì ở nuôi em ở mổ ra em ở nuôi từ đầu tới cuối rồi tự nhiên ở đâu mà lại sinh con em. Ừ.
em đau như thế nào, em đau một ở trong bệnh viện, em đau tới về nhà em đau, em phải chặt đồ, tắm rửa thay đồ cho nó, dọn dẹp phòng, một tay em làm hết. Con của mình mang nặng đẻ non 9 tháng 10 ngày. Chứ không em không rồi có còn... cho. Ý sao người ta xin trong bệnh viện, người ta cho tiền em còn không cho nữa mà. Chứ về nội đó. Người ta nói là 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau mà. Nhưng mà đối với những trường hợp như vậy thì có người thân ở bên cạnh, có chồng ở bên cạnh. Lúc có mẫu lên lẫy lên ca mẫu không có người ba mẹ được, không có người thân bên cạnh, tuổi khóc quá trời khóc luôn. Trời lúc đấy buồn lắm. Chỉ có mấy người ngày đẩy lên, mấy người khu vực nhà trọ này người ta đẩy. Chỉ có những người hàng xóm ở đây. Người ta đẩy rồi tuổi quá khóc, rồi mấy người ngày ăn ngủ nó gắng cố gắng lên để khóc thì sợ vô mổ em bé yếu. Bác sĩ cũng nói là khóc rồi em bé sẽ yếu. Khóc quá trời lên em bé bị yếu, mổ em bé phải cắt ly mẹ. Xong rồi vì con của mình nên mình mẹ lên mà về không nhà, khóc nữa hả? Về nhà em cũng khóc mà xong rồi giờ em hết khóc rồi. Em thấy con em khỏe mạnh em hết khóc rồi. Bây giờ bốn, từ nãy giờ bốn ngồi bốn nói chuyện với em á thì bốn thấy là có những cái mà thực sự là rất là đau, rất là buồn. Nhưng mà em vẫn không khóc. Cha ruột của em, mẹ ruột của em còn sống mà họ còn không nhìn nữa mà. Thì em mổ ghê hiểm nhất của bác sĩ nói là một ca mổ của em ghê hiểm nhất. Tại trường hợp ghê hiểm nhất. Đó xong rồi đó, có người báo với cha mẹ ruột em mà người họ còn không lên. Ồ, có nghĩa là em vẫn có thông tin của cha mẹ? Có. Nhưng mà họ vẫn chưa một lần tới thăm em. À, người ta có vợ khác, có chồng khác, người ta có con khác, người ta không thèm dành tới mặt mình nữa. Trời đất ơi. Người ta bắt có người đó báo luôn, báo với cha mẹ nó con Thư, con bé nó mổ rất là ghê hiểm. Tại nhà em tên là bé, không phải tên Thư. Nên là bé nó mổ rất là ghê hiểm. Rồi chú có thể lên ăn ủi cho nó, vô ca mổ cho nó được, được ngày kia. Người ta không hề ngó luôn, người ta nói không quan tâm tới. Ba ruột, kính ba ruột nó câu mà không quan tâm tới con mà. Bây giờ anh đưa một cái clip lên trên mạng thì khả năng là người chồng em có thể thấy được. Thì bây giờ em có lời gì muốn nói với người chồng của em hay không? Em không nói nữa, em sẽ không cho nhận. Có nghĩa là bây giờ em không được nhận nữa. Có nghĩa là bây giờ em muốn cắt đứt hoàn toàn, em không còn liên quan gì tới nữa. Dù có như thế nào đi chăng nữa thì em cũng không muốn nói chuyện, không muốn gặp, đúng không? Em ở trốn qua nhà trọ bên ngày, lúc trước em sống nhà trọ bên kia, em phải trốn qua nhà trọ hơn ngày, em ở ngày. Em ở cắt đứt rồi để cho người đó không có cơ hội quay lại luôn. Con em nó chỉ có mẹ thôi, nó không có cha. Thật sự sau này em bé nó lớn lên, nó có hỏi cha nó thì không biết phải trả lời sao. Em nói là nó cha nó đã chết từ lâu rồi. Cha nó chết rồi. Tại vì người ta ác với em như vậy thì em sẽ trời ơi sống ác rồi. Con em trai sẽ... Trà Vinh ơi, mọi người có thể lên phân minh cho con trai Trà Vinh được hay không? Con trai Trà Vinh không lẽ ai cũng như vậy hay sao? Cô có thể cho con biết một chút cái sự thật về cái hoàn cảnh của bác Thư được không? Thì nó lại đây nó ở thì... Thì nó lại đây nó ở thì cô biết nó là cũng như là con cha con mẹ đó. Và lúc nó ở thì tưởng đâu là nó không có bầu. Cái chừng sau này mới biết nó có bầu. Rồi có bầu thì nó không có tiền có bạc, nhưng mà cũng nhờ bà con đồ cho chút đỉnh vậy đó. Ví dụ người cho ăn chút, ví dụ như cho cơm hoặc là cho đồ ăn được vậy đó. Đấy là nhà mình có cái gì cho cái nó cho, cũng như có thì rủ cho ăn, cũng như là nấu cái gì mà hơi ấy chút thì kêu kêu qua ăn được vậy đó. Còn như mà tới gần mà cứ nó gần ngày sanh á thì nó không có tiền. Nó tiền đâu, nó không có đồng bạc nào trong túi hết trơn á. Nó nói là do chắc có lẽ là nó liều mạng, nó đi lên bệnh viện á, nó đẻ thì nó bỏ con nó luôn. Trời đất. Cái nói hồi con làm gì không có được đâu Nhan Thư. Thôi bây giờ để bây giờ coi có kiếm người giúp đỡ đi. Coi cũng như là không quen với ai, là cũng như là Nhan Thư nó biết là cái ông quen ở trên Chùa Lá á. Trên đó đó là cũng như là có cái cô đó với cái chú đó đó, hai người đó nó giúp đỡ. Mới nói với thầy, mới nói với thầy là cũng như hoàn cảnh nó vậy đó, cho nó cũng như giúp cho nó được số tiền mà nó đi sanh để không thôi á, nó vô bệnh viện người ta không thể nào người ta cho nó sanh đâu. Và lúc đó cô cũng có đi tới bệnh viện luôn. Cô cũng có đi luôn. Đi, cô đi với nó, đi chung với nó trên chiếc xe đó luôn. Đặng mà cho nó đi vô đó thì đi vô đó là nó sanh, lúc đó là cũng cỡ khoảng 10 giờ, phải 10 giờ không hắn thôi.
lúc mà 10 giờ là cô ở đó luôn, ở đó tới ngày mai luôn. Ừ. Cô ở tới ngày mai đó, giữ em bé cho nó bị gì, nó nằm ở trong cái phòng, cái phòng mổ á. Còn em bé thì người ta ẩm ra ngoài, đâu có ai đâu phải giữ. Cô ở đó, cô giữ em bé giùm cho nó luôn. Cô là lúc đó là đóng vai y như là mẹ của bé Thư, lo hết. Cô thì không có lo, nhưng mà cô giữ, còn cái chú kia chứ cái cô kia kìa mới là lo. À, người ta lo tiền lo bạc, còn mình là lo là chạy ra chạy vô, là lo cho em bé, lo cho mẹ. Cũng như là cho em bé bú sữa rồi vậy, bị người mẹ không nằm trong phòng, nó có ra được. Cô đứng, cô ở đó, cô giữ em bé. Tới qua ngày mơ, tới khoảng cỡ 3-4 giờ vậy người ta mới cho người mẹ ra. Rồi người mẹ ra đặng, rồi người ta mới dâng ra, rồi mới ở đó đó với cô cũng ở đó luôn, ở đó với nó luôn. Cô không có về. Mà cho con hỏi là tại sao mà cô giúp cho bé Thư nhiệt tình như vậy? Cô thấy hoàn cảnh đáng thương hay là thấy sao? Thấy nó vậy đó, tội nghiệp. Mình kệ đi, mình thấy mình cũng không có làm gì, mình già rồi. Không có làm gì thôi, kệ đi, giúp được thì cứ giúp. Giúp được cái gì thì giúp, nhưng mà nói nào nghe được, cô không có giúp tiền bạc nha. Cô chỉ là cũng như đi phụ đồ gì đó. Mình không có tiền, mình giúp cái công đúng không? Dạ, cũng như là tiền của người ta mà ủng hộ đó. Cho đó người Thư cũng đưa cho Tư bỏ túi, dặn túi rằng ví dụ như tới giờ cơm hay đói bụng gì đó thì tự đi mua ăn đi, còn mình đăng ký cho Thư ở trong bệnh viện luôn. Cơm cho Thư ở ngày tới ngày về luôn. Rồi cũng như ở trong bệnh viện người ta đem cơm để cho sáng thì cho ăn sáng, rồi tới buổi trưa buổi chiều là một ngày được 3 bữa. Nói chung là mẹ tròn con vuông con hả? Sanh ra em bé cũng dễ, nói động ngay em bé cũng dễ. Rồi cô ở gần đây nè, rồi cô có thấy là từ ngày mà bé Thư nó sinh sanh nở xong rồi nè, cha của bé nó có tới đi để hỏi han gì không cô? Tôi thì tôi không có thấy, nhưng mà không có thấy thì cũng biết người cha đó thôi. Nhưng mà thời lại tới lui thì không có tới lui rồi đó. Còn cha mẹ ruột thì cô không thấy luôn, nói nọng ngay đi. Là nói chung là người thân của bé Thư là cô chưa thấy ai. Nhưng mà tôi biết cô cha biết mẹ luôn. Tôi biết cha biết mẹ luôn. Nhưng cô mà thấy như thế nào? Cô thấy con của mình mà lại bỏ, xong rồi còn mang bầu mà chồng cũng lại bỏ, cô thấy những người đó như thế nào? Thấy nó từng nghiệp vậy thôi. Nhưng mình ở gần thì cũng như Thư lại đây là cũng như không có quen biết với Thư, đâu có quen biết gì, lại ở đây rồi cái biết vậy đó rồi thôi, rồi cũng như mình ở gần của coi như chùm sớm rồi, mình giúp cái gì được thì mình cứ giúp. Còn lại con mong bà cùng với các anh chị ở gần đây á, giúp cho bé Thư trong những ngày gần đây nè, thì tụi con cũng cố gắng để làm cái cầu nối sớm nhất để giúp được bé Thư qua cảnh này. Tại vì hiện tại bây giờ con thấy bé Thư cũng nói với con là giờ sữa cũng hết, để cho cháu uống tả cũng không còn nữa, rồi thậm chí bé Thư còn nhìn ăn nữa. Bây giờ cũng như là cô thì cũng không có giúp gì được Thư, nhưng mà thôi sẵn có đây có hai cậu nè, cũng như là cô cũng xin mà cũng hai cậu giúp được thì cô cũng mừng dùm cho Thư vậy thôi. Cũng đâu có biết làm sao, bây giờ cũng nghèo chứ không có dư giả gì. Cũng như cầu mong cho mấy cô mấy chú gặp động còn nặng đó, cũng như giúp cho bé Thư được bao nhiêu thì giúp cho mà bé Thư nuôi con. Là cô chỉ xin vậy thôi chứ cô đâu biết làm sao vậy. Nhìn thấy thương quá đúng không con? Đúng rồi. Thôi được rồi, con cảm ơn cô rất là nhiều. Con cảm ơn cô. Hôm nay á là anh với anh Quỳnh Hoàng tới là biết được cái hoàn cảnh của em. Thì thật sự mà nói thì anh rất thương cho cái hoàn cảnh của em. Mà đặc biệt hơn nữa đó là anh rất thương cho em bé Hùng đây. Thì hôm nay hai anh cũng không có gì hơn. Thì trích tiền túi ra một số tiền nhỏ nhỏ để em có thể mua một ít sữa cho em bé ha, để cầm chừng. Rồi ví dụ như sau này mà được hữu duyên với quý mạnh thường quân ở trên kênh của hai anh, quý vị mạnh thường quân mà gieo duyên gửi cho em ít nhiều gì đó, tiền đồ sữa bỉm thì anh sẽ tìm cách gửi cho em. Nếu như là tiền thì anh sẽ trực tiếp tới đây thăm và gửi, còn nếu như quà thì anh gửi qua đường bưu điện, hoặc là nếu như mà ở gần đây thì anh có thể đưa tới, hoặc là các cô chú anh chị ở đây thì anh sẽ hỏi cho nó chính xác rồi là sẽ đưa địa chỉ cho em để
của em để cho họ tới ha. Dạ. Còn bây giờ thì anh xin phép gửi 500 ngàn. Dạ. Đây là số tiền của hai anh em. Dạ. Gửi cho em nha. Dạ. Kênh của anh là Từ Thiện Tây Nguyên thì dạ, em liên hệ rồi. Còn dạ, anh đi chung với anh đây là anh dạ, Quỳnh Hoàng Vlog. Dạ, nha. Cảm ơn. Ở trong cái câu chuyện này á, thì bố cũng không biết nói gì hơn cả nha. Thì cũng mong là được sự trợ duyên của quý vị để có thể là giúp cho em bé có một cái số tiền nho nhỏ để có thể ăn uống, để cho nó lớn được thành người cả nha. Thật sự bây giờ mà nói thì không có sữa để uống luôn. Mẹ phải bỏ một chút sữa và một chút đường vô để cho nó có mùi sữa thôi, để em bé có thể uống được thôi. Thì thật sự nghe rất là đau. Một em bé sinh ra thì nó hoàn toàn là một tờ giấy trắng, một trang giấy trắng. Nó không có biết gì hết. Nó chưa từng làm một cái gì mà có lỗi hết. Nó là vô tội. Nó là một thiên thần. Nhưng mà nó phải chịu những cái cảnh như thế này. Thật sự rất là đau. Anh cũng mong là hoàn cảnh của hai mẹ con có thể là hữu duyên với nhiều mạnh thường quân để có thể hỗ trợ cho hai mẹ con. Thứ nhất là nuôi em bé, cái thứ hai nữa là em có một chút vốn nhỏ nhỏ để có thể là buôn bán hay là làm cái gì đó để có thể nuôi con của mình lâu dài nha. Chứ còn nếu mà bây giờ em nói là gửi con em trong 2-3 tháng tuổi mà gửi đi xong rồi em phải đi làm những cái việc này, thì thật sự anh thấy cái đường đó là nó rất là khó và nó để lại cái hậu quả rất là lớn. Thôi được rồi, bây giờ anh cũng xin phép ra về. Dạ. Chúc cho hai mẹ con hữu duyên với nhiều mà thân quân hơn. Dạ, em xin cảm ơn. Em cầu mong sẽ được cho con em có sữa uống. Anh sẽ cố gắng truyền tải. Dạ. Thôi được rồi, bây giờ bốn với anh Quỳnh Hoàng cũng xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video của bốn và anh Quỳnh Hoàng. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau. Bye bye. Anh chào em nha. Dạ. Chào Quỳnh, chào Hùng nha. Bye bye nha. Các chú các bác về ha. Bye bye.